có cây đằng kia các bạn, nhưng mà mình bật máy đây thì máy lại bị hư các bạn. Lần đầu tiên mình thấy mình đi 7 con chim cút nó đã bay đi rồi mà nó còn quay lại và kêu lại, nhưng mà khi mà mình bật máy đây thì máy nó bất ngờ hư mất các bạn. Chuyện này là thôi. Không phải là chuyện tâm linh, không phải giỡn đùa đâu các bạn. Đây các bạn, mình đang ở cái đi tới chỗ một chỗ cái chỗ đám đậu rất là đẹp các bạn. Các bạn, ok mình sẽ tiến hành đặt bẫy rồi. Tuyệt vời luôn các bạn. Ok, mình sẽ gỡ này, em này em mái các bạn. Em này em tắm đó. Rồi. Ok, mình sẽ gỡ. Hay. Ok, em gỡ các bạn. Hay. Các bạn, khu này rất là đầy các bạn. Và giờ chắc hiện tại chắc khả năng là có chim cút các bạn. Đó. Nên mình sẽ đặt thử xem. Thank you.
mắc rồi mà cuối cùng răng nó mắc rồi, hắn tầm vô rồi mà cuối cùng là vẫn tụt hay đấy ta. Thì không thể tin được các bạn. Ủa, trời ơi, không hiểu sao mà đặt lần đầu tiên mà đặt con cút mà nó đi qua đi chui vào thòng chắc còn phải 10 lần nữa mà vẫn không mắc được các bạn, không dính được. Không hiểu được con cút này nó có gì mà bí ẩn mà mình không hiểu tự nhiên. Bình thường thì chỉ vào một chục một hay hai lần thôi chứ còn không thể mà mắc đi, mình thấy mắc đàng hoàng rồi vướng lại không đi được nữa đâu. Mình đi ra để nó đang kêu lại các bạn. Đó, mình rất là khó chịu. Nó kêu đằng kia các bạn, nhưng mà mình bật máy đây thì phải lại bị hư các bạn. Lần đầu tiên mình thấy mình đi bẫy con chim cút nó đã bay đi rồi mà nó còn quay lại kêu lại, nhưng mà khi mà mình bật máy đây thì máy nó này hư mất các bạn. Cái này là không, cái này là mình không bẫy nữa các bạn. Tiếc quá các bạn, đáng lẽ mình để mình thả nuôi bạn, mình được một con tấm rồi, con kia lớp nãy là con mái mà cuối cùng bắt không được các bạn. Nó không phải là chuyện tâm linh, không phải giỡn đùa đâu các bạn. Dạ. Nên đôi lúc nó chui vào rồi đáng lẽ là mình sẽ được một cặp để thả vào cái AV này để nuôi đẻ các bạn. Bây giờ tới mùa sinh sản của nó rồi nên mình mới đi bắt về để mình nuôi đẻ thôi các bạn, chứ mình cũng không ăn uống gì chim này hết các bạn. À, đi bẫy cho vui và rồi mình về mình thả để mình nuôi sinh sản các bạn, mình nuôi thì lấy trứng mà. Đó. Nên các bạn cố gắng nhớ like và subscribe kênh mình để theo dõi cái series mà mình đi bẫy về nuôi và cái cách mình nuôi xong là mình lấy trứng hoặc là cho nó sinh sản nó nở ra cút con để xem nha các bạn. À, hy vọng các bạn thấy video của mình thì hãy cho một like và một subscribe nha các bạn. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại.